Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY-866-321-5955 và website bndhmo.com. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi phần cuối cùng trong chương trình tin tức sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mới sáng nay thì có một cái danh sách do Viện Bảo hiểm và An toàn Đường phố, gọi tắt là IIHS, họ vừa công bố 15 cái mẫu xe được qua kiểm tra là an toàn nhất cho người lái, cho thấy có một cái điều khá bất ngờ là có hai hãng xe là Subaru và Kia đã có những cái cải thiện đáng kể để mà dòng xe của họ được góp mặt trong cái danh sách này. Thì năm nay cơ quan IIHS họ đã nâng thêm một số những cái yêu cầu khắt khe hơn đối với tất cả các loại xe. Họ muốn kiểm tra là đèn pha, headlight của các xe. Thì từ trước đến giờ các xe họ không chú trọng đến cái phần đèn pha, cho nên là rất nhiều xe đèn hoạt động yếu, bị mau hư, bị mờ, vân vân vân. Thì khiến cho năm nay chỉ có 15 loại xe nằm ở vị trí cao nhất, thay vì như năm ngoái là đến 69 loại xe. Thì IIHS họ kiểm tra bằng cách là cho những cái mẫu xe này va chạm như trong các vụ tai nạn thật, nhưng mà từ nhiều phía, phía người lái, từ bên hông, từ phía sau, vân vân. Và ông Adrian Lund là người đứng đầu cơ quan này, ông nói rằng các công ty xe mỗi năm họ đều có cải thiện rất là nhiều, bởi vì cái vấn đề mà khách hàng quan tâm nhất hàng đầu đó là độ an toàn của xe. Thì theo như lời ông tóm lại là xe hơi đời mới bây giờ ngày càng an toàn hơn. Và hãng Toyota vẫn đứng đầu danh sách với 10 mẫu xe, xếp thứ nhì là Hyundai với 9 mẫu. Tuy nhiên, ông Blunt ổng vẫn lưu ý đó là đa số những cái xe được đưa vào danh sách thì những cái option mà khiến cho xe của họ an toàn lại là những cái option mà khách hàng phải trả thêm tiền mới có được, chẳng hạn như là hệ thống chống rung lắc, thắng tự động, vân vân. Thì những cái loại xe cơ bản giá tiền thấp thì không hề có những cái option này trong danh sách. Được biết là thưa quý vị, trong 3 năm liên tục theo cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia thì số lượng người chết vì tai nạn lái xe vẫn tăng cao trong suốt 3 năm trời thưa quý vị. Người ta nói tiền nào của nấy, mà mình muốn thêm một chút xíu này, chẳng hạn như là quý vị mua chiếc xe mà có cảm ứng hoặc là máy quay phía sau là phải trả thêm tiền thôi. Có một điều tôi thấy có khán giả gọi vào nói sao mỗi lần thấy Thảo Yên đọc tin tôi cảm thấy đói bụng. Thì tôi mới thắc mắc, thì hôm nay nhìn mới biết được mỗi khi mà Thảo Yên xuất hiện là McDonald's hiện lên. Cho nên nhìn thấy Thảo Yên đọc tin là thấy đói bụng McDonald's. Xin được thông báo với quý vị, McDonald's đang chuẩn bị có gì ở dollar menu phải không? Anh lại bị hoang mang. Đùa tí cho vui. McDonald's có ở dollar menu. Ngày xưa tụi anh thích lắm, vô một đồng một món. Và bây giờ quý vị biết vô McDonald's á, sướng vô cùng. Không có đứng đó để mà chờ lấy order nữa. Có bao cái máy luôn. Hôm bữa tôi thử mà, tại vì có một cái nhân viên đứng, họ đứng họ giúp khách hàng để mà tập chúng ta để mà chọn lựa đó, rất là tuyệt vời. Bấm như mình có cái iPad vậy đó, lựa từng cái một, không thích cái này, không thích cái kia, tuyệt vời. Thưa quý vị, ngày hôm nay bản tin liên quan đến vụ nổ súng gây chết người, và nếu không có cái video này thì chắc có lẽ là Michael Slager không có bị kết tội như những trường hợp và rất nhiều các trường hợp cảnh sát nổ súng. Bởi vì chúng tôi đã trình bày đó, luật viết ra là để bảo vệ cảnh sát chứ không phải bảo vệ những người bị bắn. Đó là lý do tại sao bao nhiêu vụ là cảnh sát nổ súng chết người mà họ thoát. Riêng với trường hợp này thì khác. Ngày hôm qua thì một vị thẩm phán, một quan tòa xử vụ án đó, sau khi ông xem hết tất cả các hồ sơ và chứng cứ từ phía công tố đưa ra thì ông mới khẳng định cái chết của Walter Scott
là cái người gốc Phi Châu này trong cái vụ này đó là rõ ràng là bị giết do bàn tay của cảnh sát. Và thưa quý vị, đây là cái hình ảnh mà họ nói đó, cái khoảng cách mà ông bỏ chạy đó, không có lý do gì mà ông Michael Slager phải móc súng ra và bắn liên tiếp vào lưng của ông và phía sau của ông 8 phát đạn. Mà nếu không có người đi đường mà quay được những cái cảnh này, quý vị nhìn thấy không? Bắn liên tục luôn là khiến cho ông Walter Scott thiệt mạng. Và chưa kể đó, video còn cho thấy mà tại sao ông Slager có thể mà thờ ơ đến như thế. Ông phải biết là lúc ông gây án là có người đang quay. Ông đến gần cái thi thể của Scott, Walter Scott, và ném xuống cây súng Taser. Thì ra tòa đó, ông khai đó là Walter Scott tìm cách giật cái cây Taser của ông, cho nên ông phải nổ súng bởi vì sợ là gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà thực sự hồ sơ cho thấy ông đã cài ông Scott Walter với cây súng Taser. Hậu quả là với phiên tòa diễn ra hôm thứ Năm vừa qua, Michael Slager đã bị kết án 20 năm tù. Quý vị đang nhìn thấy những hình ảnh của người thân của ông Walter Scott xuất hiện và ông nói rằng, họ nói một cái câu rất hay, họ nói rằng đây là một chiến thắng để cho thấy những người mà có quyền lực mạnh nhất trong tay vẫn không thể thoát được những cái án liên quan đến các vụ giết người. Họ bày tỏ lòng chia sẻ với những nạn nhân là những người gốc Phi Châu mà thân nhân của họ chết, mà trong khi đó cảnh sát walk away free, không có bị tội gì hết. Vâng, thưa quý vị, có một cái vụ kiện khá là hy hữu vừa được một người phụ nữ ở New York nộp đơn kiện. Bà này cho biết là người bác sĩ trong lúc mà giải phẫu cho bà thì ông vừa mổ mà vừa làm một bài kiểm tra trình độ tiếng Spanish, tiếng Tây Ban Nha. Thì thưa quý vị, đây là bà Mary Edwards, bà 70 tuổi. Crazy. Kể lại là cách đây một vài tháng, bà có một cái cuộc giải phẫu thông tĩnh mạch với ông bác sĩ Eric Fishman ở New York. Tuy nhiên bà kể khi đang được gây mê thì đầu óc bà vẫn tỉnh táo. Bà nghe ông này nói một cái vài câu tiếng Tây Ban Nha rằng ông bị tiểu đường và thị lực rất là kém. Thì nghe thị lực rất là kém thì bà này bà hơi lo sợ, cho nên sau đó bà mới chất vấn ông này. Thì luật sư của bà Edwards nói rằng bà là người thông thạo cả Anh ngữ và tiếng Tây Ban Nha, bà nghe bà hiểu rõ hết. Thì sau khi bị chất vấn thì ông Fishman, ông bác sĩ mới thú nhận là ông cần lấy một cái bài kiểm tra miệng oral test về tiếng Tây Ban Nha, nhưng mà ông chỉ rảnh đúng vào cái ngày và giờ làm phẫu thuật cho bà Edwards mà thôi. Cho nên là trong lúc mà gây mê bà này thì ông quay qua ông nói điện thoại với cái người giáo sư mà làm kiểm tra cho ông. Thì cái câu mà ông nói ông có thị lực kém chỉ là muốn biểu đạt cái trình độ Tây Ban Nha mà thôi, chứ thị lực của ông không có bị gì cả. Hiện nay văn phòng bác sĩ của ông này từ chối cho biết là ông sẽ phải trả tiền đền bù cho bà Edwards như thế nào. Oh no, thưa quý vị, một cái breaking news cho thấy cái người phụ nữ đã từng cáo buộc ông Roy Moore, ứng viên thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama đó, và khi bà đưa ra cái cuốn nhật ký hay là cái cuốn bút ký ngày xuân ngày xưa đó, bà hôm nay bà nhìn nhận đó là bà đã giả một phần. Oh no. Thì lúc đó luật sư đại diện cho ông Roy Moore nói là bà này bả giả cái chữ ký mà. Bả giả. Hôm nay bả cái chuyện mà ông có tìm cách xâm phạm tình dục bà hay không hoặc là quấy rối. Theo lời bà kể lúc đó bả bao nhiêu 14 tuổi năm 1977 hay 79 á. Dạ, thì ông đã kêu bả về nhà ông rồi, nghĩa là tìm cách, nghĩa là thoát y đủ thứ hết. Nhiều rồi bà còn đưa ra cái tấm thiệp là ống ký vào là gửi lời đủ thứ trong lúc bà làm waitress. Ngày hôm nay bà Beverly Young Nelson finally admit, thú nhận là bà đã forge a portion, một phần của cuốn kỷ yếu ngày xưa, ngày xanh. Yeah.
quá tệ hại. Như vậy thì càng khiến cho ông Roy Moore sẽ đắc cử hơn nữa. Và bây giờ ông có lý do ông nói, đó, thấy chưa? Một cái người tìm cách là động lực chính trị để tìm cách hạ bệ tôi đã nói là tôi không biết những cái vụ này, tôi quen những phụ nữ, nhưng mà trong trường hợp này tôi không nhớ và thậm chí không biết bà là ai luôn nữa. Chúng ta sẽ chờ xem cái diễn biến này sẽ như thế nào quý vị nhé. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Một lần nữa mời quý vị ra ngoài thư xá Phí Lộc Thọ ngày mai lúc 11 giờ vui với Little Sài Gòn TV và bà con thân hữu ở quận Cam này và Los Angeles trong chương trình Niềm Vui Giáng Sinh từ 11 giờ tới 2 giờ chiều quý vị. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.